Không thể tin nổi, đây là nhan sắc hiện tại của Phi Thanh Vân sau hơn 15 lần thẩm mỹ. Câu chuyện Phi Thanh Vân chỉnh sửa nhan sắc đã từng làm khán giả không ít lần chấn động. Phi Thanh Vân được biết đến là một trong những người đẹp sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất ở showbiz Việt. Từ thời mà những người đẹp khác còn giấu nhẹm chuyện này, thì nữ diễn viên đã thoải mái kể với công chúng. Cô tỏ ra vô cùng thích thú khi được gọi là nữ hoàng dao kéo. Cô đã trải qua 15 lần phẫu thuật và trong lần gần đây nhất, với mong muốn có được siêu vòng 3, thân hình đồng hồ cát, Phi Thanh Vân tiếp tục công cuộc đại phẫu trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Sau hơn một năm nhìn lại thì cô một lần nữa choáng váng với vóc dáng diện mạo của mình. Cụ thể, Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2017 đã livestream trò chuyện, hướng dẫn phái nữ chăm sóc da và ăn uống như thế nào để giữ được nhan sắc theo thời gian. Tuy nhiên, hình ảnh của Phi Thanh Vân đã không làm đối phương tài nào nhận ra được. Gương mặt cô sưng húp, thân hình tăng cân dữ dội. Với vóc dáng này thì chắc chắn đó không phải là thân hình đồng hồ cát như cô và nhiều người phụ nữ khác từng ao ước. Phi Thanh Vân nói rất nhiều về việc làm đẹp, ăn uống khoa học để không tăng cân, nhưng có vẻ thân hình của cô lại phản ánh điều ngược lại hoàn toàn. Phải chăng nữ diễn viên đang phải chịu hậu quả và các biến chứng vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà? Cách đây không lâu, mọi người cũng phát hiện ra gương mặt khác lạ của Phi Thanh Vân sau một thời gian dao kéo. Cô để lộ rõ chiếc mũi gồ ghề, phần cằm nhọn hoắt thấy rõ. Vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ để mọi người trở nên tự tin và xinh đẹp hơn đúng là điều không có gì xấu xa hay cấm cản. Tuy nhiên, ai cũng nên cân nhắc và đừng lạm dụng quá mức vì tất cả đều có mặt trái của nó. Phi Thanh Vân bất ngờ phát ngôn gây sốc về nỗi khổ đàn ông khiến ai cũng sửng sốt. Thời gian vừa qua, Phi Thanh Vân phủ sóng truyền thông khi thông tin chồng cũ của cô tự tử vì bê bối tài chính. Trả lời thắc mắc vì sao vẫn cười trong khi chồng cũ tự tử vì vỡ nợ, mỹ nhân dao kéo nói rõ: "Hôn nhân với chồng thứ hai khiến tôi vỡ mạch, vỡ mộng, chiếc áo không mặc được nữa thì bỏ thôi." Khi bê bối kinh tế của chồng cũ, nữ diễn viên cô gái xấu xí vừa khép lại, dân tình lại xôn xao bàn tán về những tranh chấp tài sản trong vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng đại gia cà phê Trung Nguyên. Giữa lùm xùm, giọng ca da nâu mới đây gây chú ý với phát ngôn bàn luận về đàn ông và phụ nữ. Phi Thanh Vân bày tỏ sự cảm thông với phái mạnh. Cô cho rằng đàn ông có rất nhiều nỗi khổ, đặc biệt là sự nghiệp và tiền bạc mà phụ nữ khó hiểu hết. Phụ nữ không hề biết những nỗi khổ chẳng dám nói cùng ai của đàn ông. Đàn ông thường bị áp lực với suy nghĩ phải có sự nghiệp. Họ xem sự nghiệp như chính sĩ diện và lòng tự trọng của mình. Vì khi đàn ông có thành công nhất định thì mới có tiếng nói trong gia đình và xã hội. Đàn ông không có nhà, không xe, không tiền gửi ngân hàng thì lấy đâu là căn bản để lấy vợ. Còn phụ nữ lắm lúc chỉ cần mặc xinh, dáng đẹp, có tố chất làm vợ thì đã kiếm được chồng. Đàn ông luôn có nỗi khổ mang tên tiềm lực tài chính. Suy nghĩ thường trực trong đầu họ chính là làm sao không những kiếm ra tiền mà là đủ tiền để lo cho bản thân và gia đình. Phụ nữ cần nhan sắc, công dung ngôn hạnh, còn đàn ông cần tiền để thể hiện chính mình. Đàn ông có tiền chưa chắc giỏi, nhưng đàn ông giỏi chắc chắn có tiền. Tiền cũng chính là phương thức thể hiện tài năng và lòng tự trọng của đàn ông. Đàn ông càng trưởng thành càng mang nhiều trách nhiệm. Khi chưa lấy vợ thì họ phải có trách nhiệm với cha mẹ và bản thân. Khi đã có gia đình rồi thì họ phải có trách nhiệm với vợ con và gia đình vợ. Có lúc mệt mỏi thế nào cũng không thể than thở hay khóc lóc như phụ nữ. Với đàn ông, chỉ khi có thể chu toàn mọi điều cho gia đình mới là một người đàn ông tốt, Phi Thanh Vân chia sẻ. Vì sao Phi Thanh Vân luôn cười khi chồng cũ Bảo Duy uống thuốc ngủ để từ bỏ cuộc sống? Những ngày qua, thông tin chồng cũ Phi Thanh Vân tự tử vì nợ nần gây xôn xao dư luận. Hình ảnh Bảo Duy với gương mặt hốc hác, đầu trọc khiến nhiều người lo lắng. Cảm thông chia sẻ với chồng cũ Phi Thanh Vân, nhiều người lại quay sang xem động thái của cô khi bố của con trai gặp khó khăn sẽ như thế nào. Trái ngược với ồn ào bên ngoài, Phi Thanh Vân lại rất bình tĩnh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cô gái xấu xí liên tục chia sẻ những khoảnh khắc rạng rỡ xinh đẹp cùng với những triết lý cuộc sống. Chúng ta ai cũng có những lúc gặp hoạn nạn khó khăn, nhưng tình bạn sẽ giúp ta vượt qua được nhiều chuyện buồn phiền. Học tập, tu dưỡng giúp chúng ta thành công. Thành công chỉ dành cho những người có lòng đam mê, công việc. Tình thân chỉ đẹp đúng nghĩa khi mọi trái tim yêu thương nhau chân thật. Thất bại là bài học giá trị nhất cho sự trưởng thành. Nền tảng của thành công là trái tim và khối óc tinh thông, nhân ái. Âm mưu là thủ đoạn thấp hèn chỉ chứng minh đó là tiểu nhân. Quay đầu là bờ, hóa giải hận thù, trân quý nhau như những bậc chính nhân quân tử. Mọi nỗi buồn đều gói gọn cho vào ngăn tủ nhỏ.
mạnh mẽ chào đón niềm vui và hy vọng mới. Bởi chúng ta được sinh ra, được làm con người cũng đâu phải dễ. Cho nên hãy sống vì bản thân mình, vì đấng sinh thành và cả những người yêu thương bên cạnh ta nữa. Phi Thành Vân viết. Nữ diễn viên cũng nói thêm, đời gặp nhau là duyên, nhận ra sai lầm là ngộ, sửa chữa sai lầm là tu, học tập phương tầm là dưỡng. Tất cả duyên, mỗi người bạn đến với ta, dù tâm tốt hay xấu, đều dạy ta lớn lên và trưởng thành. Hãy trân trọng tất cả mối lương duyên ấy. Phản lương duyên, thân yêu nhau bởi duyên trời. Mỗi người nên có trách nhiệm với chính bản thân mình, với những gì mà mình hành động và gây ra. Đúng là đúng và sai là sai. Đừng đổ lỗi tại A, B, C, D. Sai đâu thì sửa đó. Đừng mong chờ sự giúp đỡ của người khác. Mình không tự giúp mình thì đừng mong ai sẽ giúp được mình. Hôm nay trồng cái ổi, chắc chắn sau này ra trái ổi. Làm sao mà ra trái đầu tiên được? Sau những triết lý cuộc sống, Phi Thanh Vân thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ riêng khi bạn bè đề cập đến ồn ào của chồng cũ. Cụ thể, một người bạn của Phi Thanh Vân đã đăng ảnh của cô cùng bạn bè, cùng với dòng chia sẻ. Ngồi bên nhau giữa tâm bão tin tức hỏi về chồng cũ tự tử, em gái tôi Phi Thanh Vân vẫn thế này thôi. Một người em khác cũng hào hứng, giữa tâm bão chị tôi vẫn chọn cách im lặng là vàng. Phi Thanh Vân, em ủng hộ chị em ta cùng nhậu nào. Tất niên năm nay 100 anh em đến chung vui, rất hứng khởi cho một năm thắng lợi. Không lảng tránh, giọng ca da nâu để lại bình luận bên dưới dòng trạng thái nhắc đến chồng cũ. Thiện tai, gieo nhân nào gặt quả ấy, gieo ác gặp ác, gieo thiện gặp thiện. Mới đây Phi Thanh Vân dẫn link bài viết có tựa đề Mặt chồng cũ tự tử vì thua lỗ, Phi Thanh Vân tình tứ bên trai tây ngày Tết. Đính kèm, người đẹp giàu kéo cho biết, chiếc áo đã không còn mặc nữa thì đành bỏ đi thôi, không gượng, không cưỡng cầu. Mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi và cả mọi trường hợp, không có ngoại lệ, không quan tâm làm gì. Khép lại cuộc hôn nhân dang dở và ồn ào với Phi Thanh Vân, Bảo Duy bắt đầu cuộc sống mới, tiến đến cuộc hôn nhân tiếp theo. Chồng cũ người đẹp giàu kéo mở công ty kinh doanh riêng. Tuy nhiên trong hành trình mới, Bảo Duy vấp phải nhiều khó khăn về kinh tế khi đầu tư dàn trải từ mỹ phẩm, bất động sản đến chứng khoán. Chỉ trong vòng thời gian ngắn lao vào thương trường, chồng cũ Phi Thanh Vân đã mất hàng chục tỷ đồng nên bế tắc và suy nghĩ tiêu cực. Gần đây nhất, Bảo Duy uống thuốc tự tử, nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời và cứu sống. Hiện tại, chồng cũ của Phi Thanh Vân đang tá túc tại một ngôi chùa trên núi để tĩnh tâm, tìm cách giải quyết khó khăn. Bảo Duy dự định khi tâm lý bình ổn sẽ liên hệ với các chủ nợ để thu xếp các khoản vay. Cái cách thảm của chồng cũ Phi Thanh Vân, vỡ nợ chục tỷ, tâm thần bất ổn, lang thang ở chùa. Phi Thanh Vân không chỉ được biết đến là nữ hoàng giao kéo của làng giải trí, mà cô còn được quan tâm bởi chuyện lận đận trong các mối quan hệ tình cảm. Trước khi chính thức ly hôn với người chồng thứ hai, Bảo Duy, cô còn làm cho khán giả xôn xao với những màn tranh cãi nảy lửa với anh. Khi con trai vừa tròn 1 tuổi thì cặp đôi quyết định đường ai nấy đi. Cậu bé được Phi Thanh Vân nuôi dưỡng. Chẳng bao lâu sau đó, Bảo Duy cũng đã kết hôn với một người phụ nữ Việt kiều khác. Mới đây nhất, mọi người lại tiếp tục xôn xao khi có thông tin vào những ngày cận Tết, anh đã uống thuốc ngủ để tự vẫn. Nhưng khá may mắn khi người thân đã phát hiện kịp thời và lập tức vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, nguyên nhân khiến anh đi đến con đường cùng này chính là số nợ tiền tỷ mà anh đang mang. Sau khi đầu tư vào bất động sản, vào dự án ma, mắc nợ xã hội đen với lãi suất cao ngất, thì số tiền hiện nay mà Bảo Duy đang vướng phải lên đến 10 tỷ đồng. Anh không dám để người vợ thứ ba của mình biết sự việc này vì cô sắp đến ngày sinh nở và hiện tại đang ở Australia. Anh rầu rĩ tâm sự. Vợ tôi đang bầu bì. Cô ấy bị tiểu đường và mệt mỏi nhiều khi đang mang thai, nên tôi không muốn cho vợ thêm bận tâm, lo lắng, ảnh hưởng đến con gái trong bụng. Gần đây khi chuyện nợ nần của tôi ngày càng trầm trọng, bà xã cũng đã biết. Vì số tiền tôi nợ quá lớn nên cô ấy có giúp cũng không thấm vào đâu. Tạm thời chúng tôi chưa thể xoay sở để trả hết nợ. May mắn là các chủ nợ cũng không gây phiền hà đến vợ tôi. Khoảng 10 ngày nay, anh không còn khả năng trả lãi. Được biết số tiền mà anh phải thanh toán lãi hàng tháng lên đến 500 triệu đồng. Tinh thần của Bảo Duy hiện đang bất ổn. Anh phải tạm lánh ở một ngôi chùa trong khoảng thời gian này. Theo dự tính của anh thì trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, Bảo Duy sẽ gặp các chủ nợ để thu xếp mọi chuyện. Tưởng chừng Bảo Duy sẽ thành công trong công việc sau những chuyện không hay trong tình cảm, nhưng may mắn một lần nữa lại không đến với anh. Hy vọng chồng cũ của Phi Thanh Vân sẽ sớm vượt qua được những khó khăn trong thời gian này.